Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy gia đình nha các bạn. Thì hôm nay mình cập nhật sơ cái dòng Sonic Rider với size chia, cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn thôi, nhanh gọn nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ kết bạn qua Zalo của Kiều. Giá này là giá ở giữa tháng 11 nha mọi người. Rồi mời Kiều. Thì xin chào các bạn nha. Hôm nay chị sẽ báo giá cho các bạn về dòng Sonic Rider và size chia đầu tháng trong giữa tháng 11 ha. Địa chỉ cửa hàng của mình thì có nhiều bạn nói là không để địa chỉ trên cái YouTube đó, thì Kiều xin thông báo là Kiều xin nhắc lại địa chỉ của Kiều là 16 trên thạch 23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hiện tại thì Kiều đang đứng với gần một cái em là màu đỏ đen nha, em này em Sonic nha. Màu này hiện tại thì bên Kiều có giá là từ 51 tới 52 triệu nha các bạn. Dòng này màu đỏ đen nha, nó sẽ pha một chút đỏ đen lên Sonic nha. Sonic hiện tại là 51 tới 52 triệu ha. Dạ đúng rồi. Và đúng với màu này hay là dạ đúng rồi, đối với những cái màu riêng nha. Còn ví dụ như bạn nào muốn mơ lên 3D hay là muốn lên tem gì đó nha thì có thể nhắn tin cho Kiều nha để Kiều lên tem ha. Cái bên là một em màu đen nha. Đây màu đen. Thêm nó một chút tem đỏ và tem trắng lên nha. Nhìn cái xe mà nó có chút nổi bật hơn nha. Đó, là cũng là 51. Dạ đúng rồi, từ 51 triệu. À, 51. Trả trước bao nhiêu không? Dạ cái giống với dòng Sonic này thì chỉ cần trả trước từ 5 tới 6 triệu thôi là góp được rồi nha. À 5 tới 6 triệu thôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi, chuyển lên Rider đi em. Dạ, ok. Lên xe Rider bao giá được mà. À. Hiện tại Sonic thì bên em mới lên hai màu nha, màu xanh này. Dạ đúng rồi. Xanh tem đỏ kèm thêm mấy bánh đỏ nha. Xanh bánh đỏ. Và một em cam này. Nếu mà những cái màu mà các bạn muốn lên dòng 3D hay lên tem thì có thể cộng thêm cho Kiều là từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi nha. À, màu riêng là 51 triệu, còn nếu mà lên màu 3D hay là lên tem thì cộng với Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi thôi ha. Và em này màu cam, hãy lên nguyên con cam trắng luôn kèm theo với bánh cam luôn nha các bạn. Này rồi, Rider em. Màu Rider hiện tại thì bên Kiều là màu này, em này màu đen, đen đỏ ha. Rider thì bên Kiều có giá là từ 45 tới 46 triệu đổ lại nha các bạn. Còn ví dụ như bạn nào muốn lên màu 3D hoặc lên tem thì chỉ cần cộng thêm từ 1 tới 1 triệu rưỡi thôi là được nha. 1 tới 1 triệu rưỡi. Rồi. Về Rider, con này là một Rider. Dạ đúng rồi, con này là màu xanh nha. Màu xanh. Màu xanh đen. Con này là màu đen đỏ. Cũng là giá là từ dạ đúng rồi, giá từ 45 triệu luôn nha. À 45 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi, trong này mình không trả trước em. Dạ dòng này thì ví dụ thường thường thì trả cho em từ 1 tới 2 triệu. Còn ví dụ như mà anh chị nào đang gặp về vấn đề kinh tế thì có thể nó nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ các bạn không trả trước nha. À không trả trước luôn. Ừ không trả trước luôn. Cỡ nào cũng được hết. Không trả trước nha mọi người. Dạ rồi. Cái bên là một em size chia nha, size chia màu xanh. Dạ đúng rồi. Size chia thì dòng này là size chia chính hãng nha các bạn. Size chia này là bên mình lên là màu 3D rồi nha, xanh 3D. Size chia Việt đúng không? Dạ đúng rồi. Giá là bao nhiêu? Ờ size chia Việt hiện tại thì bên Kiều có giá dao động là từ 47 tới 49 triệu nha. 47 49. Góp thì mình chỉ cần đưa trước khoảng tầm từ 4 triệu là góp được. Ok. Em là size chia chính hãng luôn. Hôm này. Này là em xanh xám. Size chia chính hãng luôn. Dạ đúng rồi. Size chia nhập đi không? Dạ. Rồi ok, size chia. Em size chia nhập hả? Dạ đúng rồi. Tại chi nhập hiện tại giá nhiêu không? Tại chi nhập thì hiện tại cửa hàng bên Kiều là góp từ giá 53 triệu thôi nha các bạn. Tại chi nhập thì giá là 53 triệu nha, nó không khác, nói chung là y chang con xe thì chính hãng luôn mà nó chỉ khác cái đèn thôi. Khác cái đèn của mình thôi. Dòng này thì lên Kiều lên 3D luôn nha các bạn. Màu xám. Đó. Nè, anh có thể mình có thể là quay hai con size chi nhập và size chi chính hãng nè, nó chỉ khác nhau cái đầu đèn con thôi. Con này Rider màu mới. Rider 221. À, con này. Con này. Con đúng rồi. Con này Rider luôn. Cái dòng này thì mình trả trước nhiêu không? Ờ, nếu mà cái dòng size chia mà dòng size chia nhập á, nhập nếu mà size chia nhập thì các bạn trả trước dòng Kiều là từ 5 tới 6 triệu nha. Còn chính hãng thì trả từ 4 triệu là được rồi. Rồi ok. Này. Thế mai em này nó hai này đang lên màu 3D này nha. Size chia. Đó, thì vừa báo giá nhanh đó mọi người. Rider size chia Sonic. Nói chung là mấy cái mẫu phiên bản thì còn rất là nhiều. Anh chị và các bạn nào mình thích những cái bản nào mình chịu khó mình kết bạn qua Zalo của Kiều á. Dạ đúng rồi. Kiều gửi mẫu cho mọi người ha. Tại vì mình báo là báo cái giá chung, báo nhanh. Dạ. Còn báo trả góp cho anh chị và các bạn luôn. Dạ. Mọi người xem thì nhớ like cho xỉa. Kết bạn qua Zalo để mà được hưởng ưu đãi, ví dụ như là hỗ trợ chi phí đúng không? Dạ đúng like rồi.
bao nhiêu em? Dạ, nếu mà anh chị nào ở xa hoặc là chắc bạn bè lên giới thiệu thì cứ hoặc là lên thì nói là đã có liên hệ với Kiều rồi hoặc là coi YouTube của Kiều thì Kiều sẽ hỗ trợ các bạn từ 500 tới 1 triệu tiền xăng nha. Và khi mà góp thì mình chỉ cần là chứng minh hoặc là bằng chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Bạn nào không có hộ khẩu thì hộ khẩu photo hay công chứng hoặc là hộ khẩu chụp cũng được. Còn bạn nào đã xài những cái căn cước gắn chip rồi thì khỏi cần cái chứng minh và khỏi cần hộ khẩu luôn nha. Hôm nay Kiều sẽ hỗ trợ cho. Rồi, đó. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Clip tiếp theo nha.